Hello cả nhà, lại là Hương đây. Hôm nay thì Hương mua được vài ký tôm càng nha, khá là tươi luôn á. Nhưng mà tại vì giao ở nơi Hương làm, Hương phải đem theo cái xô như thế này nè mọi người. Cái xô đựng không vừa, phải để trong bịch bóng nữa, cho nên là phải tranh thủ về nhà đấy. Đây, bây giờ Hương đổ tôm ra để mình chế biến nha. Hương quyết định là sẽ ăn tôm càng sốt Thái này cả nhà, tái chanh và sốt Thái. Trời ơi, nhìn nhức cái nách chưa, xin lung linh nha. Tiên tiên đây nè mọi người. Hôm nay thì Hương sẽ ăn tôm càng sống tái chanh nha. Đây, bây giờ ăn thử con bự trước ha. Hay là ăn khổ qua trước nhỉ? Ta nói là ăn trái cây trước với mọi người. Giòn ghê. Giòn lắm luôn. Wow, sao nó ngon. Cái này là người ta kêu là tôm càng sen nha, tôm càng sen chứ không phải là tôm càng xanh ấy. Wow, cục thịt bự cho bá nữa, cục thịt luôn mọi người. Wow. Nhúng vô đây nha, nhúng vô nước mắm luôn nha mọi người. Cho chanh vô luôn. Ngọt lắm luôn. Tự dưng đợt này ghiền ăn đồ sống mọi người. Tại vì Hương có để đá dưới này nè, cho nên nó bị trôi nè. Wow, con này có trứng. Bỏ vô đây ha. Bỏ vô chiên chanh và chiên mắm nè. Tí xíu chanh vô. Wow. À. Cái đầu nó to lắm luôn. Cái này mà tôm còn sống, còn đang nhảy á mọi người, ăn sẽ cực kỳ ngon luôn ấy. Wow, ăn miếng khó quá. Lúc trước là Hương không ăn được nha mọi người, nhưng mà ăn được rồi này nó ghiền ấy. Rồi. Thank you.
Ngon lắm mọi người. Ngon tê tái luôn. Con bự à. Cái con bự á thì thông thường cái đầu nó bự thôi mọi người, chứ mà cái phần thịt nó cũng có nhiều hết. Ăn cái con này thôi. Wow, tê tái luôn, tê tái luôn, nhức nách mọi người. Tại vì video khá dài rồi, chắc Hương xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem video, bye bye.